Xin chào các bạn, như đã hứa với các bạn là sẽ làm thêm nhiều video review về các cái thiết bị âm thanh cũng như là giải trí. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ lại tiếp tục mang đến cho các bạn một bộ loa nghe nhạc. Một bộ loa mà theo mình cảm nhận, đây sẽ là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời cho những ai đang muốn tìm cho mình một bộ loa vi tính ở cái mức giá rẻ để có thể nghe nhạc, giải trí cũng như là sử dụng trong căn phòng của chúng ta. Cái bộ loa mà mình muốn review trong video ngày hôm nay chính là một bộ loa đến từ thương hiệu Edifier với mã model là R1280DBS. Đây là một cái phiên bản model được nâng cấp từ cái phiên bản R1280DB trước đây của Edifier. Và sản phẩm này thì được Edifier ra mắt vào năm 2020 và cho đến nay là năm 2021 thì cái sản phẩm này đã có mặt tại thị trường Việt Nam ở cái phân khúc giá khoảng tầm 2 triệu đồng. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp cũng như là tìm hiểu xem những cái tính năng của sản phẩm này có gì và nó đã được nâng cấp những gì so với cái phiên bản trước đây các bạn nhé. Tuy là một cái sản phẩm giá rẻ chỉ với cái mức giá là khoảng 2 triệu đồng thôi, nhưng các bạn có thể nhìn thấy cái sản phẩm này được Edifier đóng hộp cũng rất là tinh tế và đẹp mắt phải không ạ? Ở phía mặt trên của cái vỏ hộp thì mình có nhìn thấy một cái tem, đây là cái tem nhập khẩu. Chúng ta có thể nhìn thấy một vài cái thông tin của cái sản phẩm này. Đó, như là cái bộ đây là bộ loa Edifier R1280DBS này. Đó, và sản phẩm này thì được sản xuất tại Trung Quốc vào năm 2021. Đó, và cái sản phẩm này là một cái sản phẩm chính hãng được nhập khẩu bởi công ty Mai Thu. Và ở trên tem thì mình có nhìn thấy là cái website của công ty này là maithutrading.vn. Bên cạnh đó thì hãng cũng in lên hình ảnh của cái sản phẩm này và chúng ta sẽ có hai cái sự lựa chọn về màu sắc. Đầu tiên là cái màu sắc màu nâu vân gỗ và một cái tùy chọn nữa là màu đen vân gỗ. Thì tùy vào sở thích của các bạn để có thể lựa chọn cái màu sắc phù hợp các bạn nhé. Cái sản phẩm mà mình review ở đây sẽ là cái sản phẩm màu nâu vân gỗ. Tiếp theo thì hãng cũng in lên một vài cái thông số cơ bản của cái sản phẩm này. Chúng ta sẽ có một bộ loa với cái công suất là 42W và đây là cái công suất RMS, tức là công suất thực các bạn nhé. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có cái chuẩn kết nối Bluetooth là V5.0. Như vậy là cái sản phẩm này đã được nâng cấp lên cái chuẩn Bluetooth mới nhất V5.0. So với cái phiên bản 1280DB trước đây thì nó chỉ có Bluetooth là V4.0 thôi. Tiếp theo thì cũng giống như cái phiên bản tiền nhiệm thì chúng ta vẫn có những cái cổng kết nối như là cổng quang optical ở đây và cái cổng cáp đồng trục là coaxial, cũng như là sẽ có hai cái cổng RCA input ở đây các bạn nhé. Nói thêm về cái tên model của cái sản phẩm này, ở phía đuôi chúng ta sẽ có cái tên là DB. Chữ D ở đây theo mình hiểu thì nó chính là digital, tức là cái bộ loa này sẽ có tích hợp cái bộ giải mã kỹ thuật số. Cũng như là chữ B ở đây thì nó là ký hiệu của Bluetooth. Đó, có nghĩa là bộ loa này sẽ hỗ trợ kết nối Bluetooth. Vậy thì chữ S ở phía sau này chính là cái sự nâng cấp. Và các bạn có thể nhìn thấy ở đây sẽ có một cái icon có tên là Sub-out. Đó, mình nghĩ chữ S ở đây chắc là cái ký hiệu của cái Sub-out, chính là cái ký hiệu của Sub-out. Có nghĩa là cái sản phẩm này sẽ được hỗ trợ thêm một cái cổng kết nối, một cái cổng output là để có thể kết nối được với những cái bộ loa subwoofer ở bên ngoài để có thể tăng cường cái âm bass cho những bạn nào mà thích cái sự uy lực, cái thích nghe nhạc bass nó khỏe ấy. Đó thì các bạn có thể đầu tư thêm những cái bộ loa sub bên ngoài để có thể kết nối vào cái bộ loa này. Và cuối cùng thì cái sản phẩm này cũng có thể hoạt động tốt ở cái mức điện áp từ 100 cho đến 240V các bạn nhé. Và tiếp theo sẽ là tiết mục mở hộp sản phẩm này các bạn nhé. Và trước khi mở hộp thì mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến cửa hàng Audio Plus đã cho mình mượn cái sản phẩm này để có thể review với các bạn. Nếu như bạn muốn mua sản phẩm này thì mình sẽ để cái đường link ở bên trong phần mô tả của video này các bạn nhé. Ngay khi mở hộp ra thì mình nhìn thấy là cái bộ loa này được bảo vệ ở bên trong một cái hộp xốp rất là chắc chắn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với các phần phụ kiện trước các bạn nhé. Đầu tiên ở đây chúng ta sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng này. Bởi vì đây là cái phiên bản chính hãng quốc tế cho nên là nó sẽ có cái sách hướng dẫn bằng tiếng Anh các bạn nhé. Phụ kiện tiếp theo thì ở đây mình nhìn thấy là có một vài cái sợi dây. Đó. Chúng ta sẽ có một cái sợi dây RCA với cái chuẩn kết nối là 3.5mm để chúng ta có thể kết nối với máy tính hoặc là với điện thoại nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ có thêm một cái sợi dây RCA tiếp nữa để có thể kết nối với những cái thiết bị mà có cái cổng RCA như thế này. Và chúng ta sẽ được đi kèm một cái sợi dây loa. Đây chính là cái sợi dây mà sẽ nối từ cái loa trái sang cái loa phải của chúng ta. Tiếp theo nữa thì nhà sản xuất cũng trang bị thêm cho chúng ta một cái sợi dây quang. Đó, Edifier thì họ đã chuẩn bị rất là nhiều những cái phụ kiện rất là đầy đủ cho chúng ta, kể cả cái dây quang này. Đó, để chúng ta có thể kết nối với những thiết bị như là TV chẳng hạn. Và cái phụ kiện cuối cùng mình nhìn thấy ở đây chính là một cái điều khiển từ xa. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy cái điều khiển từ xa này sẽ có mã là RC80B.
cái điều khiển từ xa này là một cái sự nâng cấp so với cái phiên bản cũ. Chúng ta có một cái điều khiển đây, bạn có thể nhìn thấy là nó được đẹp hơn và nhìn nó sang trọng hơn rất là nhiều, phải không ạ? Đấy, cảm giác cái thiết kế ấy, nó cũng mình cảm giác nó hiện đại và nó xịn hơn so với cái điều khiển cũ các bạn nhé. Và đây chúng ta sẽ có một cái nút bật tắt nguồn này, chúng ta có cái phím điều hướng như là dừng phát nhạc này, next bài này hoặc là back này, đó, cộng trừ tăng giảm âm lượng đó. Và có một cái nâng cấp nữa các bạn có thể nhìn thấy ở đây chính là cái phần on hoặc là off với một cái biểu tượng giống như hình cái sóng âm thanh ấy. Đó, thì đây chính là cái công nghệ mở rộng âm thanh mới của Edifier trên cái bộ loa này. Đó, thì trên cái bộ loa này nó sẽ được tích hợp một cái công nghệ để có thể mở rộng cái không gian, tạo một cái hiệu ứng để cho chúng ta giống như chúng ta đang nghe ở trong một cái không gian nó rất là rộng, để giống như là mở rộng âm trường của cái bộ loa này. Đó, nếu mà chúng ta thích cái hiệu ứng này thì chúng ta có thể bấm vào on để có thể bật nó lên. Đó, nhất là khi mà các bạn nghe những cái nhạc như kiểu là hòa tấu ấy, đó thì nó sẽ mở rộng cái âm trường, cảm giác cái không gian của chúng ta sẽ được rộng hơn. Đó, còn nếu như nghe nhạc bình thường, nghe nhạc mà bass hoặc là những cái nhạc EDM ấy thì chúng ta nên tắt nó đi để nó cái âm thanh nó sẽ chắc và cảm giác nó sẽ khỏe hơn. Đó, cái công nghệ mới này mình đánh giá rất cao ở trên cái bộ loa này. Đó. Tiếp theo nữa thì mình có cái nút để chúng ta có thể chọn những cái chuẩn kết nối như là cổng optical quang này, coaxial này, hoặc là chọn cái âm thanh line in 1 hoặc là line in 2 này. Đó. Phía dưới nữa thì chúng ta sẽ có một cái để có thể bật hoặc là tắt cái Bluetooth. Đó. Và chúng ta có thêm một cái nút để có thể tắt nhanh cái tiếng của cái bộ loa này. Và cuối cùng là nhân vật chính của chúng ta, bộ loa 2.0. Đây chúng ta sẽ có hai cái loa như thế này, một bên loa trái và một bên loa phải. Cái cảm nhận đầu tiên của mình về cái bộ loa này thì mình thấy rằng nó có một cái kích thước cũng khá là nhỏ gọn các bạn nhé. Mình có thể đặt ở trên bàn làm việc rất là thoải mái. Cái chiều cao của cái bộ loa này thì nó khoảng tầm 25cm thôi. Cái chiều sâu của cái bộ loa này thì nó khoảng 19cm. Và cái chiều rộng của một bên loa thì nó sẽ là khoảng 15cm các bạn nhé. Thì khi mà mình cầm cái sản phẩm này trên tay thì nó cũng không quá nặng, nó cũng bình thường thôi. Đó, và cái kiểu thiết kế của cái bộ loa này thì nó được hoàn thiện từ chất liệu chính có lẽ là bằng gỗ. Cái gỗ này thì mình nghĩ rằng nó là gỗ ép thôi. Và ở phía trước này chúng ta sẽ có một cái màng loa như thế này. Và cái màng loa này thì chúng ta cũng có thể tháo ra được các bạn nhé. Mình sẽ tháo ra cho các bạn xem này. Đó. Về cái kiểu thiết kế ấy, thì mình thấy rằng nó rất là giống cái phiên bản cũ. Nếu nhìn vào bên ngoài của sản phẩm này thì mình thấy rằng nó gần như không có cái sự thay đổi so với cái phiên bản trước, cái phiên bản là R1280DB. Đó, chúng ta vẫn có một cái kiểu thiết kế với một cái củ loa chép ở đây. Cái củ loa chép này thì nó sẽ có cái đường kính là 13mm. Đó, và cái chất liệu được làm từ lụa. Với cái chất liệu này thì mình nghĩ rằng cái âm thanh cao, tức là cái âm chép của cái loa này, nó cũng sẽ khá là mềm mại. Đó, và nó sẽ không đanh sáng giống như với những cái kiểu mà được làm từ màng kim loại như là titanium. Đó, và với cái củ loa chép này thì nó sẽ tái hiện được cái âm thanh với cái tần số cao nhất là 20kHz các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái lỗ thoát hơi ở đây. Và ở cái phía loa bên phải ấy, thì chúng ta sẽ có một cái mắt, có lẽ là cái mắt để đọc cái tín hiệu của cái điều khiển từ xa. Và phía dưới này chúng ta sẽ có một cái củ loa bass với đường kính là 4 inch. Cái chất liệu làm cái loa này sẽ là được làm từ giấy các bạn nhé. Thì với cái chất liệu này thì mình nghĩ rằng nó, âm thanh của nó sẽ khá là cân bằng và nó cũng không có nhiều cái sự đặc biệt cho lắm. Với cái kiểu thiết kế mà gần như giống hệt cái phiên bản cũ như thế này thì mình nghĩ rằng cái chất âm của cái bộ loa này nó cũng sẽ không có nhiều sự khác biệt so với cái phiên bản cũ. Đó. Tuy nhiên thì mình thấy rằng cái phiên bản cũ, cái phiên bản R1280DB cũng đã làm rất là tốt rồi. Ở trong cái tầm phân khúc giá rẻ mà cái chất âm mà nó mang lại quá là tuyệt vời và nó đáp ứng được rất là tốt với cái nhu cầu phổ thông. Thì mình nghĩ rằng với cái phiên bản mới này thì nó cũng sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của các bạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá phía mặt sau của cái sản phẩm các bạn nhé. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái loa bên trái ở đây. Thì cái loa bên trái này thì chúng ta sẽ có hai cái để kết nối dây với cái loa bên phải ở đây. Đó, các bạn nhìn thấy cái chữ L speaker out ở đây nhé. Thì chúng ta sẽ nối cái cổng màu đỏ với cái cổng màu đỏ bên loa bên trái này, là cổng màu đen tương ứng với cái cổng màu đen này các bạn nhé. Tiếp theo về các cái cổng kết nối đầu vào, đó, chúng ta sẽ có cái phần line in 1 và line in 2 ở đây. Thì tương ứng nó sẽ là các cái cổng RCA. Phía dưới chúng ta sẽ có một cái cổng optical, tức là cái cổng quang ấy. Đó, để các bạn có thể kết nối với những cái thiết bị như là TV chẳng hạn mà có cái cổng quang. Đó, bên dưới này chúng ta sẽ có cái cổng coaxial, tức là cổng cáp đồng trục. Và phía dưới này chúng ta sẽ có một cái cổng sub out các bạn nhé. Đó, với cái cổng này thì nó sẽ được nâng cấp từ cái phiên bản cũ thì nó sẽ không có. Đó, với cái cổng này thì nếu với các bạn mà thích cái sự khỏe khoắn của âm bass, tức là thích nghe nhạc mà cái âm bass nó mạnh ấy, mạnh mẽ ấy,
Đó thì các bạn có thể đầu tư thêm những cái bộ loa như là bộ loa T5 của Edifier chẳng hạn, cái bộ loa subwoofer ấy. Đó thì các bạn sẽ dùng cái cổng này để nối ra những cái bộ loa sub như vậy. Đó, bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái nút bật tắt nguồn ở đây các bạn nhé. Ở bên cạnh home của cái loa bên phải ấy, thì chúng ta sẽ có ba cái núm điều chỉnh ở đây. Cái núm điều chỉnh ở trên cùng thì nó sẽ là cái điều chỉnh cái âm chép các bạn nhé. Đó, cái núm ở giữa này thì nó là điều chỉnh cái âm bass này. Đó, và cái núm cuối cùng ở bên dưới này thì nó là cái núm để điều chỉnh âm lượng. Cái núm này là cái núm xoay vô cực các bạn nhé. Đó, bởi vì các bạn cũng biết thì cái loa này nó có hỗ trợ cái điều khiển từ xa ấy, thì cái điều khiển từ xa đấy nó cũng có thể điều chỉnh âm lượng được ở trên cái loa này. Đó. Và thông thường thì ở trên các cái loa của Edifier ấy thì các bạn cũng biết là cái núm xoay âm lượng này này thì nó cũng có thể bấm được. Đó, chúng ta có thể bấm vào cái nút này. Đó, khi mà chúng ta bấm vào cái nút này ấy, thì nó sẽ chuyển qua lại giữa các cái cổng đầu vào. Đó, ví dụ như chúng ta đang ở input 1 thì chúng ta sẽ bấm một lần nữa để nó chuyển sang cái input 2, hoặc là chuyển sang cái chế độ kết nối coaxial hoặc là optical. Đó, cũng như là có thể là chuyển sang chế độ kết nối Bluetooth chẳng hạn. Đó. Ngoài ra thì chúng ta có thể bấm giữ cái nút này để nó ngắt cái kết nối với cái thiết bị Bluetooth hiện tại để có thể chuyển sang kết nối với một cái thiết bị Bluetooth mới các bạn nhé. Như vậy thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau mở hộp và khám phá về sản phẩm loa nghe nhạc Edifier R1280DBS. Tổng kết lại thì mình thấy rằng đây là một cái phiên bản mà nó không có quá nhiều sự thay đổi về phần cứng so với cái phiên bản tiền nhiệm, đó là phiên bản R1280DB. Đó. Tuy nhiên thì cái bộ loa mới này đã được Edifier trang bị thêm về phần công nghệ, nó đã được bổ sung những cái phần mềm rất là mạnh mẽ. Đó, như là chúng ta có cái chuẩn kết nối Bluetooth mới, đó là chuẩn V5.0. Cũng như là chúng ta sẽ có thêm một cái cổng sub-out để có thể kết nối với những cái bộ loa sub ở bên ngoài. Ngoài ra thì chúng ta cũng có một cái điều khiển mới. Đó, một cái điều khiển rất là đẹp và cảm giác rất là hiện đại và rất là xịn sò. Đó, cũng như là chúng ta sẽ được hỗ trợ thêm một gọi là cái hiệu ứng âm thanh để có thể mở rộng không gian rất là thú vị. Và với những cái nâng cấp này thì mình thấy rằng đây cũng sẽ là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời cho các bạn nếu như các bạn đang muốn tìm cho mình một bộ loa nghe nhạc ở cái phân khúc giá rẻ khoảng 2 triệu đồng. Thì mình nghĩ rằng cái sản phẩm này sẽ đáp ứng rất là tốt các bạn nhé. Và sau cái video ngày hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm nhiều hơn về cái sản phẩm này, cũng như là mình sẽ tiếp tục có một cái video nữa để có thể test cái bộ loa này, cũng như là chia sẻ cái cảm nhận của mình về chất âm của bộ loa này. Thì các bạn nhớ theo dõi kênh YouTube của mình các bạn nhé. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi. Nếu video này hữu ích thì các bạn đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube của mình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.